Em cũng giỏi về công nghệ thông tin, em cũng hack Facebook này kia. Em cũng suy nghĩ là chắc là hai đêm đó đi với một anh nào đó, có thể là đi Vũng Tàu chẳng hạn, chắc vậy. Nhưng mà mai mốt em sẽ không về hack nít nữa, hứa luôn. Hack đau khổ thêm chứ làm gì đâu. Bạn gái bên kia nếu mà anh thích em á, anh sẽ nói em một câu thôi: anh nuôi em. Anh nuôi em. Anh nuôi em. Tôi nuôi cô. Em chỉ là người tư vấn bạn nên đi sửa mũi, sửa xong phát lên tầm hot girl luôn. Vấn đề là cái tiền sửa mũi ai trả? Thì cái tiền đó lúc đó em dịch em bán rau được, bạn nó lấy cái tiền bán rau cho em nó bằng sữa. Bây giờ chia tay bắt đầu không lẽ đòi quà đòi lại cái chàng trai màu đỏ trước nè. Em giới thiệu về bản thân mình đây nè. Lần đầu tiên quay hình thì đương nhiên nó hồi hộp lắm, lo lắng mất ngủ mấy đêm nay. Ghê vậy đó. Thật sự, nhưng mà hôm nay cố gắng tự tin xíu, em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Như Thắng, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1992, quê Bình Phước, hiện tại sống và làm việc ở quận Tân Bình. Em cũng kinh doanh nhỏ nhiều lĩnh vực quá, nếu mà kể về kinh doanh của em hết chương trình cũng không đủ nữa. Dịch em có bán khẩu trang, bán rau củ, bán cơm, nhưng mà hiện tại công ty em cũng mới đóng cửa, cũng hơi buồn. Em muốn tham gia chương trình để lấy thêm động lực để tiếp tục triển khai những cái mới. Những cái dự án kinh doanh em sắp tới thì nó cũng hơi lớn lao bí ẩn nên em không có dám chia sẻ lên TV để mọi người làm theo em. Nhưng mà đã có kế hoạch rồi. Dạ em có kế hoạch rồi. Còn tại sao công ty cũ đóng cửa, là do hậu quả của dịch đó hay là sao? Dạ nói chung là dịch em làm mới được, tại em bán rau mà. Nhưng mà xong hết dịch em lại tham quá. Em đi ôm đờm em mở thêm chi nhánh ra, cái đầu hết dịch người ta không mua của em nữa, bị tham á. Nói chung là kinh doanh này cũng phải có máu liều, và đôi lúc tham quá thì cũng thâm. Kinh doanh là nó phải như vậy, kệ bạo phát bạo tàn. Dạ. Hy vọng là cái kế hoạch gì mà đang ấp ủ của em mà chưa thể tiết lộ được đó. Vì chưa biết đó là cái gì, nhưng mà chị tin là một cái người mà nhanh nhạy nắm bắt được kịp cái thời cuộc như em là chắc chắn em sẽ thành công. Dạ em cảm ơn chị ạ. Nè bắt tay có lấy hên nè. Thì các tường là hên lắm á nha, chuyện cho tí động lực nè. Em cảm ơn chị nhiều. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Điểm mạnh của em thì em cũng không có gì ghê gớm, nhưng mà em có khả năng nhịn hơn người thường rất nhiều. Trong mọi cái sự vật sự việc em đều nhịn tối đa được luôn. Thứ hai nữa, ví dụ mọi cái mà áp lực xung quanh mà nó tới với em á, em đón nhận cách rất là bình thản. Chắc là do em cũng coi kinh Phật khá nhiều. Còn điểm yếu của em thì một cái điểm yếu nó rất là đau đầu, đó là cái vấn đề em sống bị cảm xúc quá. Ví dụ như người ta mượn nợ em đi, người ta không trả, em không ép được mà em còn động viên người ta cố lên, cuối cùng không lấy được tiền. Hài hước. Cô gái còn ghé màu đỏ mình, giới thiệu đi. Dạ, xin chào anh chị Tường và anh Đạt. Em tên là Trần Thị Hòa, hiện tại thì em đang kinh doanh shop quần áo và em sinh ra và lớn lên tại Yên Bái. Em đến đây là tính ra là được 4 năm rồi. Kinh doanh quần áo? Dạ. Một shop quần áo riêng của em? Không, hiện tại em đang kinh doanh online thôi, thì ước mơ của em chắc chắn sẽ có shop rồi. Em vô đây thì ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở quận 8, em ở một mình. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Em thực ra chưa thấy điểm mạnh nào của em nó mạnh hẳn, nhưng mà điểm yếu của em chắc là hơi nóng tính. Nóng tính? Hơi nóng á. Lần nóng tính mà dữ dằn nhất của em đó là làm cái gì? Em cãi nhau luôn ạ. Cãi nhau, tại vì bình thường em rất là ít khi cãi nhau. Đối với em thì em thực sự em không thích nói nhiều. Còn một khi em đã nói là chứng tỏ là em đã nóng á. Nóng lên có tác động vật lý được không? Tác động vật lý hơi quá. À không có hả? Không có đâu anh. Đập đồ? Không anh, riêng đập đồ em tây tiếc tiền lắm, không đập đâu. Đập đó. Dạ. Nhưng mà phải có điểm mạnh chứ. Nãy giờ thấy em hoạt bát, lanh lẹ. Mạnh có thể là em hơi liều. Đôi khi em không biết là đằng trước em có cái gì nhưng mà em sẵn sàng em làm. Cũng có máu liều giống anh bên kia quá. Dạ đúng rồi, em cũng tự như thế đó. Kinh doanh là phải liều đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì là kinh doanh lúc lên lúc xuống làm sao mà mình kiểm soát được. Nên là phải liều anh ấy. Phải liều. Dạ. Rồi, đó là thông tin của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Hai chàng trai mình đặc biệt mà hai cô gái cũng không kém. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về những cái tình trường. Rồi bây giờ em hãy cho chị biết là tình trường của em sao? Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường của em thì ba mối tình rồi chị. Ba mối tình. Em có đặc điểm là em không biết cua gái, thường ba mối tình đó là họ cua em trước. Gái nên, cua. Dạ cho nên cũng đỡ. Nói chung là lúc mà những cái thời điểm hai cuộc tình đầu của em đa số là toàn là lúc em còn hơi nhỏ, cho nên là còn bồng bột, với lại nó không có suy nghĩ gì, nó chín chắn lắm. Nhưng mà đa số nguyên nhân chia tay của cả ba mối tình của em là nguyên nhân chính là do em nhậu yếu. Ba bạn nó toàn là biết nhậu không. Hầu như ba mối tình của em là hay ra mấy cái bờ kè Trường Sa ngồi nhậu, mà nhậu đêm em uống không nổi, em về trước. Mà về trước thì người yêu mình sẽ đi ngồi nhậu lại với một người nào đó. Buồn quá. Buồn quá. Buồn quá. Tại vì nhói lòng. Nhiều khi bởi em nói em nhịn tới mức độ mà người yêu của em á ra ngồi nhậu bờ kè với bạn bè trai gái tùm lum em không biết. Em phải ra em ngồi uống sữa đậu xanh ở chợ Phạm Văn Hai ngồi em đợi. Chừng nào xong em đón về. Nhiều khi tới 3-4 giờ sáng luôn. Em nghĩ em cũng gán luyện đô lắm mà. Tiệm đậu xanh nào mà bán tới 3-4 giờ sáng nha? Dạ có chị, ngay chợ Phạm Văn Hai có một. À chị biết rồi, đối diện nhà chị xưa có mấy cái xe cho nhỏ đậu xanh đậu nành đó phải không? Dạ em tính cạnh tranh với ổng mà làm không lại ổng. Làm vậy mà coi được á? Rồi tới 3-4 giờ chừng nào bạn gái kêu qua đón về. Dạ. Mà nhiều khi em nhịn tới mức độ mà có những bữa bạn gái em kêu là thôi anh đừng có qua, tại nói chung bên đây có mấy thằng trai đang thích em để em chọc nó chơi cho vui. Thì em cũng ok, em muốn sao cũng được, vui là được rồi. Thì em cứ suy nghĩ là cái gì của mình nó sẽ của mình, còn không phải thì nó sẽ không là của mình. Cho nên là em ok, em chấp nhận hết mọi cái. Nhưng mà cuối cùng thì nó mất thiệt chị ơi. Mất thiệt chị ơi.
Bắt đầu lắm. Bắt đầu lắm. Bắt đầu lắm. Sao đau, em đã biết trước vậy rồi. Cái nào ba của mình, ba của mình gì để vậy còn đau gì nữa. Em cũng coi nhiều cái video clip TikTok này kia về những cái chủ đề tình yêu á. Em cũng nghiên cứu tâm lý rất kỹ. Nhưng mà thật ra đúng ngay em rất là đau. Thậm chí đau tới mức độ mà em hơi bị lụy tình hơi nặng. Cho nên là cũng hơi bị nhói lòng. Em đau cái là tại sao em nhậu không lên đâu được như người ta. Mấy chai. Nếu mà bình thường em uống mà với mấy ông anh như ví dụ anh Đạt của em uống nói chuyện chơi này kia khoảng 2-3 chai là em xỉn. Rồi. Còn ví dụ như mà bữa nào mà gặp cái đẹp gài kèo lắm em uống được 4 chai là đi móc họng ói. Đô em là đô bờ kè á. Bờ kè Trường Sa lại nói hơi bị nhiều luôn á. Giờ em muốn tăng đô không? Dạ không, em không có nhu cầu tăng đô, em tại đô em tới đó là nó hết rồi. Vậy thôi, có gì đâu mà phải là đau lòng với tổn thương. Mình đã chấp nhận số phận rồi mà còn đau lòng tổn thương gì nữa. Nhưng mà ba cái cuộc tình đó là ai là người nói lời chia tay? Thường em có thói quen em yêu ai vậy em sẽ không bao giờ nói là chia tay. Em sẽ yêu rồi như em ngỡ là yêu suốt đời luôn nhá. Còn ai chia tay em thì em chịu, tại em nhịn rất tốt. Amazing, good job em. Tức là trong mối quan hệ nhiều khi quen em thì có những cái tật xấu của họ em thấy hết nhưng mà em vẫn bỏ qua được mà bình thường. Sao em không nghĩ là người ta thấy tật xấu của em người ta chịu không được? Cũng có lý gì đó. Tại vì em nhịn được nhưng mà người kia đâu có nhịn được, hiểu không? Yeah. Em thấy tật xấu người ta em nhịn luôn, người ta nhậu em nhịn luôn, tới hồi nó đi với trai luôn, lúc đó em mới chấp nhận là bị bỏ. Nhưng mà ngược lại người ta thấy cái khuyết điểm của em, ông nội này không biết nhậu mà không chịu học, người ta bỏ em trước. Mỗi lần mà chia tay em níu kéo như một thằng khùng vậy. Mối tình cuối thì sâu đậm nè, là quen bao lâu? Mối tình cuối em quen 4 năm. Nói chung là ngoại trừ cái vấn đề là một đám cưới ra thì cơ bản hai đứa cũng cơ bản là như vợ chồng rồi. Tại vì quê em ở Bình Phước thì em cũng dẫn bạn đi về đám cưới, bạn bè em hầu như ai cũng biết. Thậm chí mấy hôm nay em thất tình em up lên này kia anh em cũng khuyên nhiều. Cái lý do chia tay là em nói chung là thật ra gần đây cái công ty làm rau củ của em nó không có được thuận lợi. Thì em cũng mới đóng cửa công ty, em tuyên bố là phá sản trắng tay. Thì em nghĩ là hai đứa cũng kinh doanh nhiều cái, không có lý nào mà vì chuyện đó mà bạn đã bỏ em. Nhưng mà cái đỉnh điểm của hôm đó là em mệt. Ê, xong em kêu bữa nay á, về sớm mai ra ngân hàng kiếm vay tiền anh kinh doanh. Cái bạn đó nói em lỡ rủ bà chị nhậu rồi. Thì hai người nhậu với nhau khoảng tầm 3-4 chai bia gì đó rồi về. Nhưng mà nhậu phát tới 2 giờ sáng em gọi điện không được. Em mới chạy ra quán nhậu kiếm không có. Cuối cùng bạn đó đi 2 ngày 2 đêm. Đến bây giờ em vẫn chưa biết là đêm đó bạn đó đi đâu 2 ngày 2 đêm. Sau đó về buổi trưa hôm đó về bạn đó nhắn tin chia tay. Em mới kêu là có bản lĩnh ra gặp mặt chia tay. Và kết quả là gặp mặt chia tay thiệt. Chia tay thiệt. Chia tay thiệt. Đây là có bản lĩnh liền. Rồi bây giờ chồng vẫn chưa biết là 2 ngày 2 đêm nó đi đâu. Dạ em vẫn chưa biết được. Nói chung em cũng giỏi về công nghệ thông tin, em cũng hack Facebook này kia. Em cũng suy nghĩ là chắc là 2 đêm đó đi với một anh nào đó, có thể là đi Vũng Tàu chẳng hạn, chắc vậy. Nhưng mà mai mốt em sẽ không về hack nít nữa, hứa luôn. Hack đau khổ thêm chứ làm gì đâu. Vô hack để đọc á. Dạ hack vô đọc lên, cuối cùng đọc còn tự chuốc khổ cho mình không chị. Đúng rồi, chi vậy mệt mỏi vậy. Hack được luôn hả? Dạ nói chung là có chiêu Zalo em vẫn hack được mà. Đừng hack của chị nha. À không, đâu phải muốn hack là dễ đâu, muốn hack là phải có một cái điện thoại của chị em mới hack được chứ còn không tự hack được. Nếu mà em hack được vậy thì em ngồi em tỷ phú luôn rồi. Đồng quá, nhiều khi giờ em ngồi em tù á chứ. Cũng có lý chị. Hợp lý. Nếu mà chị hỏi về mối tình cũ này kia rồi em sẵn sống truyền hình, em mượn truyền hình em chỉ nói với người yêu cũ cuối cùng em một câu thôi. Thật ra anh níu kéo em không phải gì anh yếu đuối hay gì, anh không muốn em mất đi một thằng như anh. Thật sự anh biết anh yêu em tới mức độ nào mà nếu mà có thể đổi một cái phổi một trái tim để cho em sống anh vẫn chấp nhận điều đó. Bất cứ một cái thứ gì trên đời mà cần với em anh đều chọn em hết. Nhưng mà thôi, duyên hết chịu rồi. Anh mấy hôm nay cũng đọc kinh Phật nhiều anh buông bỏ được rồi. Hay chị. Ngày hôm nay là buông bỏ nè, hôm nay nếu gặp được người yêu đúng ý mình nè, rồi mình còn cái gì cho người ta nè. Nếu mà hôm nay gặp được đúng người, em chỉ có thể nói một câu ngắn gọn thôi. Em chỉ nói một câu thần tượng em nói thôi. Bạn gái bên kia nếu mà anh thích em á, anh sẽ nói em một câu thôi. Anh nuôi em. Anh nuôi em. Anh nuôi em. Tôi nuôi cô. Nếu mà hồi xưa mà em học anh diễn viên hài kịch có thể cỡ anh Đạt với anh Trấn Thành thì cũng không có cửa với em đâu. Đúng rồi, không có cửa với em đâu. Thiệt tình, em chấm một câu á là anh muốn chết thì chấm một câu. Này mà đẹp đẹp chúng ta bắt về nuôi luôn á. À chị giống người yêu thứ tư của em rồi đó. Mẹ nó kỹ luôn rồi á. Chị giống người. Trời ơi, có ba cuộc tình mà chị là xem thứ tư rồi đó là chị mệt rồi. Thật ra lâu lâu mới làm mai làm mốt có cái chuyện đó. Có cái ngày đi quay mà nó vui như ngày hôm nay thiệt là vui hết sức luôn à. Chúc mừng em nha. Bây giờ là vô vấn đề chính là muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào. Em chỉ suy nghĩ là người bạn gái mà em tìm đầu tiên vô cái yếu tố quan trọng nhất á là đừng có nhậu sau 12 giờ đêm. Ví dụ nhậu sau 12 giờ đêm có thể là ra bùi viện nhậu có thể hú em ra nhưng mà uống ít thôi. Uống nhiều quá ép em hồi muốn không nổi em xỉm về trước rồi lại có chuyện nữa.
Rồi, gì nữa? Còn thứ hai nói chung là sau những cái gì mà đã trải qua thì em thật sự một người phụ nữ làm sao ở phía sau động viên em. Tại vì cái máu em không phải là cái máu của người thường. Em muốn làm kinh tế, làm kinh doanh, em muốn được giàu có, cho nên em muốn là người phụ nữ phía sau nâng tầm em lên, ủng hộ em là được. Vậy thôi, đông tay nó bắt để em ngoài em xử lý cho. Em không cần là phải nấu ăn ngon, tại em nấu ăn rất ngon. Cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa, cũng không cần mấy gì hết trơn. Cũng không ngại vấn đề làm dâu hết trơn. Nói chung là em đi đâu cứ đi theo đó là được. Em cần gì phụ em đó. Tại vì nhiều khi hậu Covid tới giờ, nhiều khi đó hay quên. Ai nợ tiền mình thì em nói là giùm anh. Còn anh nợ tiền ai thì cái đó quên được, ok. Nó hay quên. Ngoại hình. Ngoại hình khá quan trọng. Thật ra quan điểm tình yêu của hiện đại, ngoại hình đó là cái yếu tố khá quan trọng. Tại vì ba người yêu của em hầu như ai cũng nói chung là cũng có ngoại hình á. Cho nên em cũng muốn có ngoại hình chút xíu. Để làm gì? Để kiểu như là mình khi mình cưới và làm vợ rồi, mình thấy ngoại hình vợ mình cũng ok, để mình khỏi phải đi ngoại tình mất công. Đúng rồi. Có cái chuẩn ngoại không? Ngoại hình như thế nào là chuẩn? Em chỉ cần cảm thấy nhìn vô là dễ thương, đập vô mắt mình ok là được rồi. Em với em đâu dám đòi hỏi đâu. Đâu phải lên đây thi hoa hậu, tiễn người hoa hậu đâu. Okay. Ai biết của em sao được, để người ta làm mai đưa. Cao nhiêu hay là cái gì đó. Cao nhiêu, số đo ba dòng nhiêu, tóc dài, tóc ngắn. À dạ, nếu mà nói cụ thể là vậy thì em chỉ cần một bạn nữ. Nói chung là cao ít nhất 1m55 trở lên. Tại vì nếu mà thấp quá, đứng hung em đâu có tới đâu. Rồi. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m75. Rồi. Còn tóc tai này kia thì cứ thời 4.0 mà. Miễn sao thấy mặt hợp với gương mặt là được. Muốn nhuộm màu gì nhuộm, mà đừng có nhuộm mấy cái màu mà nhìn nó dơ dơ quá là được. Cái đó em tư vấn được. Màu nào là màu dơ? Có những cái màu ví dụ như cái làn da mình nó đã đen rồi mà mình xăm mình lên nữa, xong mình nhuộm một cái màu mà kiểu như cái màu xanh, mà kiểu như xanh da trời mà nó lỡ lỡ nhìn, nói chung là nó dơ. Dạ kiểu vậy. Người yêu cuối của em thật ra cũng không được đẹp lắm đâu. Em chỉ là người tư vấn bạn nên đi sửa mũi, sửa xong phát lên tầm hot girl luôn. Vấn đề là cái tiền sửa mũi ai trả? Thì cái tiền đó lúc đó em dịch em bán rau được, và bạn nó lấy cái tiền bán rau của em đó bằng sữa. Bây giờ chia tay bắt đầu không lẽ đòi quà, đòi lại cái cục sượng đó. Em lên đây kiếm bạn gái, phải lên đây để ra tiền luôn nha. Thật ra chia tay có cái lúc chia gia tài đó. Thật ra hai đứa em vẫn có chia gia tài. Nợ của ai bao nhiêu là cuối tháng chuyển về, hai đứa sẽ chia đôi đứa một nửa. Nó vẫn còn dính những cái đó, là quá trình hai đứa làm chung 4 năm nay. Còn cái xương mũi đó thì thôi, trên sóng nhờ nó nói luôn anh tặng cho em đó, khỏi trả. Gu em sao? Nếu mà gu của em á thì đương nhiên cũng như là gu của anh Đạt vậy thôi. Ví dụ như lấy chị Lâm Mỹ Dạ làm chuẩn, tầm đó là ok rồi. Thường thường á, cái khúc này là buồn lắm. Rồi sao bé này gửi kể vui dễ sợ luôn á. Sao em vui gái nãy giờ nghe chuyện tình của ảnh em thấy sao? Em tính hỏi ví dụ là em có nâng ngực xong rồi nhớ đến lúc đòi lại đòi hai cục đấy. Ừ đúng rồi. Ủa? Bây giờ anh hết bán rau rồi sợ không có tiền cho nâng ngực quá, anh phải đi vay ngân hàng. Nhưng mà yên tâm nha, anh nuôi. Nhưng mà để trong phim thì ơi, trong ngoài thực tế thì hên xui nha. Anh xui. Dạ. Nhiều khi em hên sao? Tình trường của mình trường sao? Em sao nè? Thì em có 3 mối tình. Một mối là em yêu từ hồi năm em lớp 8, nhưng mà yêu đơn phương thôi, tỏ tình đến chục lần mà không đủ. Cái mối đấy thì nó đúng như kiểu cơn mưa rào á. Khi mà nó đến thì em cũng bất ngờ lắm. Em không biết em thích từ bao giờ, nhưng mà em rất thích nhìn trộm người ta. Em một đam mê nhìn trộm người ta, nhất là nhìn trộm người ta đi qua đi lại, đi chơi thể thao. Dạ. Em theo người đuổi người ta tầm 3-4 năm thì người ta công khai người yêu, rồi dần dần người ta tốt nghiệp, thế là em cũng hết mối tình đó. Mối tình thứ hai thì nó bình thường, nó cũng trôi qua rất là bình thường luôn. Còn đến mối tình thứ ba của em là em yêu một người đàn ông có vợ. Thực ra là em không biết người ta có vợ đâu, tại vì lúc đó người ta đến với em là như kiểu là bạn của em quen bạn của ông ấy, rồi ông ấy lại dựa rảnh quá mà thừa người mà thôi quen em đi chơi đấy, thì mới thách nhau là tán em thì đổ thôi. Tán thì đổ thôi, tại vì người ta nói chuyện hay lắm. Thì người ta cứ nói trong vòng một tuần thôi là em nói cái gì là em chấp hết cái đấy, là em nghe hết, rồi em đổ thôi. Rồi đến lúc nào em mới phát hiện không có vợ? Rồi đến một ngày mà em bị tai nạn. Em bị tai nạn xe máy thì lúc đó em không có người thân ở đây, em gọi ông. Thì ông chạy ra, rồi ông đưa em đi bệnh viện. Sao kêu bằng ông lớn lắm hả? Hơn em gần hơn một giáp mà. Đưa em đi bệnh viện. Thì sau cái bữa đi ở bệnh viện đấy, buổi sáng hôm sau anh nhắn tin cho em là thôi anh về Bắc đây, em ở lại nhé. Em mới hỏi lại là anh có vợ chưa? Thế là anh ấy gửi cho em một tấm hình gia đình. Là lúc đấy bắt đầu vừa đau vừa khóc, lại còn thêm mưa nữa. Tại vì lúc đó sao, tại sao phải hỏi lúc đó? Hồi trước giờ không lúc quen không hỏi mà tự nhiên khúc đó tay. Tại vì em bạn em nói thì ông này kiểu gì cũng có vợ rồi mà em không có tin. Tại vì lúc đấy em nghĩ là ai xấu như anh đấy thì chỉ có em chọn thôi chứ ai chọn. Ủa xấu lắm hả? Dạ xấu. Thế tại sao em chọn? Tại vì em không yêu bề ngoài, em yêu cái cách người ta nói chuyện. Ngày xưa em cũng xấu mà, ngày xưa cũng xấu nên là đũa nọ gặp đũa kia thôi. Nên là em nghĩ là người ta xấu thì mình cũng hẹn hợp với người ta. Thi thoảng người ta gọi cho em thì em vẫn nghe. Tại vì gia đình người ta hạnh phúc thế mà, bây giờ mình chen chân vào mình được cái gì, trả được cái gì mà chắc chắn người ta sẽ không bỏ vợ.
Người đàn ông đã có vợ rồi, hiếm ai bỏ vợ lắm. Đúng rồi. Cho nên á, dù em có vợ đẹp đi chăng nữa ra đường thì em vẫn có bộ bình thường nha. Chung thủy hay không là do mình chứ không phải do vợ đâu nha. Dạ. Vợ đẹp ra ngoài đường vẫn vậy, tại vì đàn ông là thích cụ lạ thôi chứ không cần đẹp. Dạ. Đàn ông là 99,9% rồi, tôi nói câu này nữa tôi bị chửi nữa. 99,9% đàn ông cuộc đời này là ngoại tình. Còn lại những người đó là chưa có cơ hội, chưa gặp người, chưa gặp thôi. Muốn tìm một người như thế nào? Nếu mà như em là nóc nhà đi thì em phải tìm một người là trụ nhà chứ không phải là lúc nào cũng nghiêng về vợ. Bởi vì em là người trẻ, em có rất nhiều cái gọi là bồng bột đi. Nếu mà không có người nắn lại em thì làm sao nhỡ cái nhà nó cứ theo cái chiều hướng đi xuống đất. Nên là em tìm một người đàn ông là che chở được cho em. Và thứ nhất là làm được cái trụ nhà. Nhiều khi em khẳng định là nhiều khi em cãi sai đấy, nhưng mà em cố cãi thôi. Em biết em sai nhưng em xin lỗi. Nhưng mà người ta phải biết là em sai đấy, ngày sau nói lại em. Chứ không phải là để a dua theo em là ừ em đúng em không đúng, xong rồi đến lúc một ngày thì nó sai bét, rồi đến lúc em nhận ra quay lại mệt lắm. Ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì em không yêu cầu gì đâu. Miễn là đừng thấp hơn em là được. Còn em là có 1m55 thôi, chắc là ít anh nào dưới 1m55 lắm. Được rồi. Rồi, hy vọng hôm nay sẽ có những cái sự trùng khớp ổn nhau. Ổn à. Mở cửa trái tim. Từ từ lên chứ, dạ. Trầm buồn vậy. Dạ, nó hồi hộp gì? Hồi hộp cái gì? Hồi hộp cái gì? Em tính là tặng quà là em sẽ tặng có một cái sự chủ đích bạn nào mà em thích mà em sẽ gắn bó suốt đời á. Em sẽ tặng con này. À, chứ mà anh xin phép tặng cho em, chúc em mọi điều tốt tốt đẹp ha, tất cả ha, công việc mọi cái. Chủ anh này cũng uống trà sữa chứ không cũng nhậu. còn em ghế đỏ, anh cũng xin phép tặng gửi cảm em. Ơn nha. Ừ, chúc em tất cả nha. Con nó đặc biệt hơn mà phải không? Dạ, con nó đặc biệt lắm. Rồi, mở cửa trái tim ra thì cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi nhìn thấy hai cô gái của chương trình? Chắc mình nói thật lòng đi ha. Em thấy hai bạn nói chung là ngoại hình dễ thương, nói chung nhìn là có cái độ hiền rồi. Tại do môi trường em tiếp xúc thường, tiếp xúc mấy bạn nữ nó hơi dữ. Nhìn hai bạn này có cái nét rất là hiền. Mẫu phụ nữ kiểu như là hiền dễ thương vậy em ít được gặp đó nè. Tại đa số môi trường em tiếp xúc những cái bạn nữ toàn là đồ bất tử không à. Đó cho nên là cái cách thần thái hay gương mặt hay là ăn nói của họ cũng khác. Không biết nói sao nữa. Thì mới gặp bạn gái mà thở ra trời. Như gặp hai người phụ nữ đẹp thì tiên ngồi thở ra. Sao tại bị rung quá chị? À quên nữa. Anh hỏi em sư tử một xíu. Em ôm sư tử, ôm gấu sư tử đúng không? Em có thể chia sẻ nhẹ dù quan điểm tình yêu của em như thế nào được không? Tại đến đây chủ yếu là anh kiếm tình yêu chứ phải về đây để anh kiếm kinh tế trong đây. Nếu mà anh hỏi kiếm tình yêu á thì em thế này, quan điểm của em là tình yêu và kinh tế nó đứng ở hai cái gần như song song nhau. Có thể cái tình cảm nếu mà bản thân em bây giờ em còn trẻ thì có thể cái tình cảm em đặt lên nhiều hơn, nhưng mà sau khi có gia đình, em có con thì em sẽ đặt cái kinh tế nhiều hơn một xíu. Còn hai cái này nếu mà anh hỏi em chọn nào sẽ không chọn cái nào cả, tại vì em sẽ chọn cả hai cơ. Sắp tới ví dụ như là kinh tế thì mình sẽ làm cái này cái kia, nói chung rất nhiều cái. Thì ví dụ như em có cảm thấy là cái độ tuổi của em là em muốn là tình yêu nhiều hơn so với kinh tế không? Tại dính với anh là toàn là công chuyện không à, đầu óc anh lúc nào cũng vậy hết trơn á. Nhiều khi sợ em chịu không nói nhiệt á. Nếu mà nói về công việc á, em cần một người đàn ông khi mà anh đi làm thì anh hết tâm về cái công việc. Còn khi anh đã về nhà với em, về nhà với con thì anh sẽ đứng ở cái vị trí là người cha, chứ anh không phải là đứng ở vị trí giám đốc, anh chỉ xuống như thế này. Nó sẽ khác nhau, ví dụ anh ra ngoài đường, anh trong công việc, có thể em sẽ đi cùng anh. Nhưng nếu mà anh mang cái công việc của anh về nhà áp lên vợ và con thì điều đó không chấp nhận. À rồi, anh hiểu rồi. Được. Anh thì nói chung là hơi bị lạm dụng cái tính công việc. Anh cũng sẽ cố gắng cái gì đó gọi là thay đổi chút xíu. Nhưng mà chủ yếu là anh muốn hỏi là làm này làm kia anh sẽ nhờ em phụ. Em có muốn hỏi gì anh không? Trong một ngôi nhà em là cái nóc rồi. Anh có lúc nào nghe theo em không? Lúc nào anh cũng nghe theo em hết. Nãy không nghe, người ta chia sẻ là người ta không thích người đàn ông mà phụ nữ nói cái gì cũng nghe. Nhưng mà em không thể nào thay đổi được cái tính đó của em thật sự. Em thật lòng, không có là em dạy gái luôn. Đối với em, người phụ nữ nó quan trọng lắm. Tất cả mọi cái kim chỉ nam em đều hướng về phụ nữ hết trơn. Chỉ cần rảnh rỗi suy nghĩ là em lại kiếm người phụ nữ. Còn dù người phụ nữ kêu gì em được trơn, nói chung muốn ăn gì, muốn đi đâu, muốn làm gì quyết hết đi. Khỏi hỏi ý kiến em, chắc chắn em sẽ đi. Cho nên em mẫu người nó bị như vậy rồi. Nhiều khi muốn thay đổi không thay đổi được. Chỉ có duy nhất thôi là lúc mà vô công chuyện á, làm này làm kia thì cái đó ok là anh quyết hết trơn, không có cơ hội quyết cho anh đâu. Khỏi cãi. Tại vì muốn cãi với anh là phải đưa một cái lý hay hơn. Ví dụ hồi xưa em quen bạn gái, em tuyển nhân sự một tháng ví dụ 8-10 triệu, bạn nói sao lương cao vậy, em nói vậy bây giờ em kiếm được một người nào đó lương thấp hơn đi thì anh nghe em, còn không có thì cứ để anh xử lý đó. Em muốn là một là góp ý là có giải pháp luôn, còn không để em xử lý chứ đừng bàn ra phải không? Dạ kiểu vậy, tại vì em đã giải quyết, em thấy nó đã ok nhất rồi, thị trường giá nó vậy rồi. Mình đè lương, mình bóc lột sức lao động người ta quá, sống nhà không có đứt. Bây giờ các bạn chia sẻ cũng nhiều rồi, bây giờ mình qua nắm tay nha, mình nói chuyện đi, mình đo cảm xúc coi được thì mình là tới luôn. Sao không. Em trầm tư quá vậy?
like like gì nữa. Ủa, tới gì mình vậy? Còn like kiếm sống truyền hình nữa gì. Ủa tới em hả chị? Đúng rồi. Trời đất ơi. Gì thở ra hoài vậy trời. Em anh thẳng thắn với trong lương tâm của anh luôn, em ngoại hình rất ok, anh chắc chắn em khá mạnh mẽ. Còn không phải là anh lên đây để kiểu như là lên đây để ngồi chơi hay làm gì đâu. Thật sự anh đang rất là cần một người nào đó đưa anh khỏi một cái tâm tối. Người cũ nó bỏ anh rất là đau. Nhưng mà thật sự mà nói khi mà hôm nay lên chương trình này xong á, chia sẻ tới lui anh mới ngộ ra một điều á. Thật ra hình như tới độ tuổi của anh, độ tuổi 30 này á, anh cảm giác hình như là tình yêu nó anh bị sợ quá. Anh sợ cảm giác chia tay lắm. Thật sự anh chịu hết nổi rồi. Bây giờ nói chung là cái khoảnh khắc nắm tay này, anh chỉ muốn nói những cái sự thật trong tâm của anh. Anh không thích nói xạo. Thì á, ví dụ như là sau chương trình này mình cứ giữ liên lạc với nhau. Khi nào em muốn ăn cơm hay ăn khoai lang chiên của anh đó, lúc nào cũng sẵn sàng. Bất cứ đâu, em quận 8 hả? Dạ đúng rồi. Quận 8 nói chung là đường đi nó hơi khó nhưng mà anh vẫn qua được. Dạ. Tại anh cũng rành đường Sài Gòn lắm. Dạ. Hẻm hóc món ăn ở đâu anh đều biết hết trơn luôn. Đừng có suy nghĩ là trên sắp chương trình anh lên đây anh chê gì đâu, nhưng không có đâu nha, không phải vậy luôn. Tức là anh chỉ muốn nói là cảm xúc của anh hiện tại nó chưa đủ để mà kiếm người yêu gì hết trơn á. Mong em bỏ qua cho anh. Rất cảm ơn anh. Ok, một cô gái mạnh mẽ. Cảm ơn anh. À, nói chung là bây giờ là của cải còn nguyên chứ dịch này là chưa có anh nuôi em phải không? Dạ, ý là thì bạn nó muốn ăn gì ngày nào em cũng sẵn sàng. Chỉ là em cảm xúc của em cảm giác hình như là người yêu cũ nó cứ ồ trong trí não. Trời ơi, lên đây mà người yêu cũ nữa không nội, hàng chi đã giờ là mượn sống chương trình lên đây toàn gửi lời người yêu cũ không à. Hàng gì mặt nãy giờ buồn thiêu. Rồi, hít thở sâu và suy nghĩ chín chắn nha. Bây giờ mới là khoảnh khắc quyết định nè. Mời các bạn đặt tay vào cái nút bấm bên cạnh cái ghế của mình nha. Có hai cái rồi. Nút, một màu đỏ và một màu xanh. Sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt, nếu chúng ta cảm thấy có tình cảm với người nào và muốn tìm hiểu người nào thì chúng ta cứ bấm vào cái nút đó. Nếu như chúng ta không rung động, không có cảm xúc thì chúng ta có quyền không bấm. Nhưng bấm là phải trân trọng. Mời rồi. Các bạn đặt tay vào nút bấm á, nhìn về phía trước. Nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Em không cần là phải nấu ăn ngon, tại em nấu ăn rất ngon. Cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa, cũng không cần mấy gì hết trơn. Ai nợ tiền mình thì em nốt ra giùm anh. Còn anh nợ tiền ai thì cái đó quên được, ok. Ừ. Nó hay quên. Ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì em không yêu cầu gì đâu. Miễn là từng thấp hơn em là được. Còn em có 1m55 thôi, chắc là ít anh nào dưới 1m55 lắm. Dạ, bắp. Hết thời gian à. Chúng tôi chỉ nghe một cái tách. Cái cặp màu đỏ đó thì thôi mình cũng biết cái kết quả rồi.